8 điều này chính là cách sống khôn ngoan nhất nửa đời sau. Quý vị thân mến, cuộc đời con người có đôi khi chỉ vì những thứ quá phức tạp mà quên đi hết những chân lý cuộc sống vô cùng đơn giản, nhưng nó lại rất hữu ích trong cuộc sống này. Đôi khi con người ta tưởng rằng mình là một người thông minh hiểu hết được tất cả mọi việc trên đời. Thế nhưng trên thực tế, còn có quá nhiều điều nhỏ nhặt mà con người ta dường như đã quên lãng. Cuộc sống chúng ta được ví như là một ly trà. Bất luận ly trà ấy phơi hay đầy, nóng hay lạnh, thì nó cũng có một dư vị riêng không lẫn vào đâu được. Con người chúng ta cũng vậy, không ai giống ai, mỗi người có một lối sống riêng, một đam mê, một mong muốn riêng cho cuộc sống của mình. Nhưng giữa cuộc sống bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mãi chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người. Kỳ thực cuộc sống này đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nhưng chính chúng ta lại biến nó trở thành một mớ bỏng bong, để rồi cứ mãi đi tìm kiếm câu trả lời cho sự thanh thản về sau. Nếu có thể, hãy dành chút thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ 8 chân lý dưới đây. Chắc chắn những chân lý này không bao giờ thừa. Hiểu được nó, chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống này mới dễ chịu làm sao. Thứ nhất, độ lượng. Tục ngữ nói, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Nếu một người có tính nóng nảy và khắc nghiệt với người khác, thì người đó sẽ rất khó để kết bạn, bởi vì người khác sẽ thấy khó hòa hợp với những người này. Thực tế, trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người khó tính. Họ luôn phóng đại một lỗi nhỏ của người khác và nhắc đi nhắc lại. Ngay cả khi đã nhận được lời xin lỗi, nhưng họ vẫn không bỏ qua. Thành thật mà nói, một người như vậy không có nhiều bạn bè và mối quan hệ cũng rất hạn chế. Họ thường không thể hòa hợp tốt với người khác và không giỏi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này sẽ gây bất lợi cho bản thân và những người khác. Ngược lại, những người tính tình tốt, biết kiềm chế cảm xúc, độ lượng với người khác, không chỉ có thể nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ người xung quanh, mà còn có được tiếng tốt cho chính mình. Khi xung quanh bạn là những người tốt tính, điều đó có nghĩa là trong cuộc sống của bạn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng làm việc với bạn, và điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. Thứ hai, buông bỏ. Dòng suối nhỏ rời xa mặt đất bằng phẳng là bởi vì muốn quay về biển rộng. Lá vàng lìa xa cành cây là để đợi chờ mùa xuân xanh tươi đến. Ngọn nến sẵn sàng tan chảy nên mới có được một cuộc đời quang minh, ngời sáng. Tâm tình bởi vì buông tha thế tục ồn ã mới có được một khoảng bình yên. Người xưa thường so sánh hai thái độ sống điển hình của hai nhân vật này. Một là Khuất Nguyên kiên trì giữ tín niệm, thà chịu chết chứ không khuất phục. Hai là cách sống tiêu diêu tự tại siêu thường, toàn thân vô hại của Lão Ngư, người gặp gỡ Khuất Nguyên bên bến sông. Hiển nhiên nếu để được sống vui vẻ thoải mái, người ta ai ai cũng mong muốn có thể tiêu diêu tự tại như Lão Ngư kia. Trên mỗi bước đường đời, con người không thể tự do vui vẻ là bởi tự mình chuốc lấy phiền não. Đối với bất kể việc gì cũng nên có tầm nhìn thoáng đãng hơn một chút, mở rộng tầm mắt một chút mới có thể giữ tâm tình không bị hỗn loạn. Một niệm buông xuống, vạn việc tự tại. Chính vì mỗi người chúng ta bất chấp quá mức vào những việc xung quanh mà làm bản thân lao tâm khổ tứ, mất đi sự bình an trong tâm hồn. Khi chấp nhất quá cứng nhắc với mọi chuyện chính là tự làm cho bản thân rơi vào vòng luẩn quẩn, tự làm khổ mình. Tâm thái này sẽ làm bản thân họ không nhìn thấy đường ra. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo bạn sẽ nhìn thấy một cảnh giới hoàn toàn khác. Trong cuộc sống hàng ngày, đến lúc cần phải buông bỏ thì bạn hãy nên buông bỏ. Hãy học cách buông bỏ. Nguyên nhân là bởi buông bỏ không có nghĩa là mất đi. Buông bỏ mới có thể nắm lấy được chắc chắn hơn. Chỉ có sự buông bỏ con người mới có được sự vui vẻ và thoải mái tự tại. Buông chính là một nghệ thuật lựa chọn, là môn học bắt buộc của đời người. Nếu không buông bỏ quyết đoán, sẽ rất khó có được sự lựa chọn huy hoàng, sáng lạn. Đau khổ, dãy dụa
Liều mạng ôm giữ không bằng dũng cảm buông bỏ. Chỉ có học được cách buông bỏ, người ta mới có thể khoan dung hơn, nhìn được xa hơn và trông được rộng hơn. Buông bỏ không nhất định là không quả quyết, càng không phải là lặng lặng chấp nhận mà uất hận trong lòng. Buông bỏ là một loại cảnh giới tinh thần thong dong và tự tại. Buông xuống cho lòng vơi chữ nặng, thả ra cho hồn bớt nhỏ nhen, mở rộng cho tâm thôi trống vắng. Vị tha không dính mắc sang hèn, vượt hết gian nan rồi chắc chờ, cõi lòng soi tỏ chút bụi vương. Điều chúng ta cần làm chính là từ bỏ những tham vọng xa vời, buông bỏ những truy cầu danh lợi quá mức, buông bỏ những thứ không thuộc về bản thân chúng ta, buông bỏ những ham muốn trở ngại trong tâm lý. Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được, chỉ có buông xuống được thì mới có thể cầm lên được. Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, vẫy vẫy tay cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ. Chỉ cần buông bỏ những thứ không cần thiết thì hành lý mới trở nên đơn giản. Khi vội đường xa mới có thể không để cho cơ thể chúng ta đi quá nhanh, linh hồn của chúng ta không theo kịp. Cuộc sống vui vẻ là cuộc sống giản đơn. Thế giới này vốn dĩ rất đơn giản. Chính chúng ta đã khiến chúng trở nên phức tạp. Thực ra bản thân đơn giản, bạn sẽ thấy thế giới này cũng rất đơn giản. Bản thân giản đơn, bạn sẽ thấy người khác cũng vô cùng giản đơn. Khi hai tay nắm chặt với nhau thì chúng ta không thể nắm được thứ gì. Nhưng nếu bỏ hai tay ra, chúng ta sẽ phát hiện thấy ánh sáng của thế giới nằm trong lòng bàn tay của mình. Buông bỏ mọi thứ sẽ có được niềm vui. Rất nhiều khi người ta khăng khăng nắm giữ cho được những gì nên buông bỏ và cuối cùng tạo thành nỗi thống khổ cho bản thân mình. Nhưng cũng có rất nhiều khi buông bỏ không phải là mất đi mà lại là nhận được nhiều hơn. Khi tâm mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút. Khi lòng đau, hãy luyện tập cách buông bỏ. Quá nhiều u buồn sẽ khiến con người mệt mỏi. Vậy sao không buông bỏ để đi đoạn đường đời được thong dong, thanh thản? Tình cảm quá nặng sẽ khiến lòng người đau. Vậy sao không buông tay? Lãng mạn chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nước mắt quá nhiều sẽ khiến tâm con người thật khổ. Vậy sao còn không lau khô nước mắt, mỉm cười mà đối mặt? Buông bỏ sẽ vui vẻ. Buông bỏ là không có quá nhiều tham vọng. Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuộc đời nhẹ nhõm thì cuộc sống sẽ có niềm vui. Thứ ba, nhìn xa, trông rộng. Đôi khi chúng ta phải biết buông lỏng bản thân một cách hợp lý, không thể mặc cả mọi thứ với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác. Nếu phải quan tâm đến mọi thứ với người khác thì chỉ khiến cho bản thân cảm thấy thêm mệt mỏi. Một người thông minh có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người quyết định cuộc sống và độ cao của họ trong cuộc sống. Con người có tầm nhìn càng lớn, họ càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt, bởi họ biết cách sống cho thiên hạ. So với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở có thể nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì mà họ muốn. Ngược lại, những người có suy nghĩ hẹp hòi, không cởi mở, thích tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, coi trọng mọi thứ và thậm chí bị tổn thương và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến cho bạn sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ với một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. Thứ tư, lương thiện. Chúng ta vẫn thường nghe câu, nhân chi sơ tính bản thiện. Thiện đã định sẵn là bản tính vốn có của con người. Khi một ai đó gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng ra tay trợ giúp. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, là bản thiện của con người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự động tìm đến với chúng ta. Rồi vào một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ, thiện ý không vụ lợi ấy sẽ mang đến một món quà hay thậm chí là một chiếc phao cứu sinh đầy bất ngờ và ý nghĩa với chính chúng ta.
Một người tốt bụng, sống ngay thẳng sẽ nhận lại được phúc khí, may mắn. Họ luôn thoải mái, vui vẻ khi giao tiếp với người khác. Nhưng lương thiện cũng cần có mức độ, bởi quá lương thiện có khi sẽ trở thành điều ác. Chỉ có người thiện lương vừa phải mới có thể mang phúc báo đến cho chính mình và người thân. Còn lương thiện một cách mù quáng sẽ chỉ khiến vận may của con người bị bạo mòn đi mà thôi. Thứ năm, buông bỏ tiếc nuối. Sự tiếc nuối có khả năng khiến chúng ta lưu luyến với quá khứ, tước đi hiện tại của bản thân. Nó có thể len lỏi vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khiến cảm giác bình an của chúng ta trở nên ảm đạm. Trên bước đường đời, chúng ta đã từng thực hiện ít nhất một vài điều mà sau đó chúng ta ước rằng mình đã không làm, hoặc chúng ta đã không làm được một số điều mà sau đó chúng ta ước rằng giá như mình có thể làm được. Một số lựa chọn mà chúng ta ước gì mình có thể thay đổi thường chỉ có tác dụng đến nội tâm của chúng ta mà không thực sự ảnh hưởng đến người khác. Rồi lại có những tiếc nuối phức tạp hơn nảy sinh từ những hạt giống mà chúng ta đã gieo, khiến người khác đau lòng và tổn thương. Những sai lầm là có thật, mọi chuyện đã xảy ra và lịch sử không thể được viết lại. Cố gắng thoái thác trách nhiệm chỉ là một giải pháp tình thế vô ích nhằm che đậy sai lầm. Chấp nhận thực tại và thừa nhận sự thật là bước khởi đầu để giúp chúng ta buông bỏ sự nuối tiếc. Hãy vị tha với chính mình như cách mà bạn muốn người khác sẽ dành cho bạn mỗi khi bạn mắc lỗi với họ. Hãy ngừng dằn vặt bản thân vì đã làm những điều mà bạn không thể làm lại lần nữa. Nếu có thể, bạn sẽ muốn quay trở lại thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra. Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương và giải thoát bản thân khỏi sự oán trách. Tha thứ cho bản thân sẽ không phủ nhận những gì mà bạn hối tiếc, đồng thời sẽ giúp bạn thoát khỏi sự kìm kẹp của nó. Nếu như bạn thấy ân hận vì đã làm tổn thương người khác, hãy xin lỗi họ một cách chân thành và không bào chữa. Hãy làm những gì bạn có thể làm một cách hợp lý để sửa chữa hành động của mình mà không phải bù đắp một cách quá mức. Tôi nói hợp lý là bởi vì có những người sẽ đòi hỏi bạn nhiều hơn mức cần thiết, đặc biệt nếu như họ bị tổn thương và muốn bạn phải trả giá cho sai lầm của mình. Điều này có thể trở nên rắc rối bởi sự hối tiếc có thể khỏa lấp những gì dường như là hợp lý. Chính sự an yên trong nội tâm bạn là người dẫn đường đáng tin cậy, giúp bạn biết khi nào là đủ. Hãy để quá khứ ngủ yên, đừng tiếp tục nói về những thất bại và sai lầm của bạn. Bạn càng lên tiếng, chúng lại càng xuất hiện nhiều hơn. Hãy buông bỏ bất kỳ điều gì khiến bạn nhớ đến hành động đáng tiếc đó. Tôi đã vô cùng hối hận khi mà một quyết định để đời của vợ chồng tôi đã làm tổn thương đến tinh thần của con trai chúng tôi. Có điều gì khó vượt qua hơn sự hối hận khi nuôi dạy con trẻ? Tôi đã ước hàng ngàn lần rằng, giá như chúng tôi lựa chọn khác đi. Thế nhưng chuyện đã rồi, chúng tôi đã buông bỏ mọi thứ hữu hình có thể gợi lại ký ức về quãng thời gian ấy. Và điều đó đã giúp ích cho chúng tôi trên hành trình chữa lành. Việc làm sống lại những hành động đáng tiếc chỉ khiến cho chúng ta thêm khốn khổ. Hãy trân quý hôm nay thay vì lãng phí thời gian với những ước muốn giá như. Thứ sáu, sống đơn giản. Trên con đường của cuộc đời mỗi con người, nếu biết được giản đơn có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước. Vì trong đời người đặc sắc này, chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng, cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang, chọn lấy những điều đẹp đẽ, tích góp hy vọng làm phong phú hành trình của mình. Có ba cảnh giới trong đời người. Trước tiên là nhìn xa. Nhìn xa mới có thể thấu hết cảnh vật trong tầm mắt. Tiếp đó là nhìn thấu. Nhìn thấu mới có thể nhìn rõ mồn một bản chất của sự vật. Sau cùng là xem nhẹ. Chỉ khi xem nhẹ, lòng ta mới có thể vui vẻ nhẹ nhàng. Cuộc sống này giống như một ống kính vạn hoa. Chua ngọt đắng cay đều thâu gom cả vào trong đó. Đời người nói đến cùng rốt cuộc vẫn là sống sao cho được vui vẻ. Người đa dục mệt mỏi, người vô dục thanh thản. Lòng xem nhẹ rồi, hạnh phúc mới sẽ nhiều hơn. Chỉ có nhìn xa mới có thể nhìn thấu được. Và khi ta đã nhìn thấu được rồi, ta mới có thể xem nhẹ. Rất nhiều lúc đồng cảm không phải là bởi nói toạc ra, không phải là bởi xúc cảm mãnh liệt, càng không phải là bởi làm ra điệu bộ, mà là đến từ bình thản, ai cũng không thể nói rõ được. Con người,
sống ở đời vốn không hề dễ dàng gì. Mỗi một người đều đến trong tiếng khóc của bản thân, rời đi trong thống khổ. Mỗi một người đến trong tiếng cười của người thân và trong tiếng khóc của người thân mà rời đi. Đời người buồn nhiều hơn vui, mọi người hà tất phải làm khó bản thân trong suốt chặng đường của sinh mệnh. Con đường là ở dưới chân của mỗi người. Nếu lấy tâm thái tích cực, khỏe mạnh, bền bỉ, vui vẻ bước trên con đường nhân sinh, thì mỗi một con đường đều sẽ liên thông đến sự vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu lấy tâm thái tiêu cực, chán nản, hèn nhát, bi quan, cất bước trên đường đời, thì mỗi con người đều liên thông đến sự thống khổ và u sầu. Nếu thế giới thần tiên thật sự có đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ dựa vào ảo tưởng thì cũng khó lòng bước vào được. Người xưa nói, người có cảnh giới thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng. Cảnh giới cao nhất của đời người kỳ thực chính là thuần chân tự nhiên, giản giản đơn đơn. Thật vậy, hạnh phúc là một loại cảm nhận, chỉ là không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc. Đời người rốt cuộc vẫn là một lần sống trên thế gian. Người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề, người xem nhẹ thì lòng tự tại ung dung, người chấp trước quá dễ bị mê mờ, người nhìn thấu tỏ thì sáng suốt. Chỉ với một ấm chè nhạt, một tập sách hay, một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng, để tâm lặng lẽ nhìn ngắm hoa nở hoa tàn, ngẩng đầu nhìn gió mây chuyển sắc, cũng vẫn có thể xem là một loại tự tại, thanh thản, bình yên. Đời người cũng giống như ngọn nến được thắp sáng, nó có huy hoàng của ngọn lửa toát ra, cũng có bi ai của sự lụi tàn. Đời người cũng giống như một đóa hoa rực rỡ, nó có vẻ đẹp khiến cho người ta trầm trồ tán thưởng, cũng có thể dần dần rụng đi, không thể đối khác được. Đời người giống như một cơn bão, có khí thế dợp trời, dậy đất, cũng có khung cảnh bình yên sau khi mưa tạnh, mưa tan. Đời người giống như một đầm nước, bạn dụng tâm yêu mến, cố gắng nâng niu trân trọng, thì nó chính là một đầm nước trong. Còn nếu bạn ra sức khuấy đào, không đối tốt với nó, thì nó sẽ là một đầm nước đục ngầu. Thế nên đời người chỉ cần cho đi sự cố gắng, thuận theo tự nhiên, chính là sẽ không lưu lại quá nhiều những điều khiến ta phải ân hận, nuối tiếc. Cuộc sống không cần phải bố trí quá vẹn toàn, đời người không cần phải trù tính quá kỹ lưỡng. Không kể làm gì, cũng nên trở lại chút không gian cho bản thân. Lòng người đơn giản, vậy nên ít phiền não, cuộc sống giản đơn. Bởi vậy nhiều hạnh phúc, hết thảy của hết thảy, đạt được không mừng rỡ hân hoan, mất đi không ủ rột sầu não. Giữa được và mất, ta hãy cứ điềm tĩnh, ung dung. Người có lúc buồn, vui, tan hợp, trăng có đêm tối, sáng, tròn khuyết, việc này xưa nay khó bề trọn vẹn. Đời người há không phải như vậy sao? Mỗi người đều có một mặt tốt đẹp nhất, cũng có những phiền não và điều không ưng ý đi kèm. Nếu thời gian một đi không trở lại, thế thì chúng ta trong cõi hồng trần luôn cuồn cuộn này, quan trọng nhất chính là biết trân quý, nắm chắc ngày hôm nay. Trên hành trình cuộc đời, mọi khó khăn đều chính là món quà mà ông trời dành tặng bạn. Nó khiến bạn trở nên kiên cường mạnh mẽ. Mọi trắc trở đều sẽ khiến bạn ngã một lần, khôn hơn một chút, khiến bạn trưởng thành hơn. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được cầu vồng? Không nếm qua trăm vị của đời người, sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh đây? Sống ở đời, lòng đơn giản thì giảm thiểu phiền não, tăng thêm niềm vui. Lòng giản đơn chính là sẽ giúp giảm bớt u sầu, tăng thêm hạnh phúc. Học được giản đơn, mọi thứ đều trở nên giản đơn. Học biết giản đơn thì bạn chính là không đơn giản nữa. Thứ 7. Phúc họa tương sinh. Cuộc sống có lúc trầm lúc bổng. Một người khi ở dưới vực thẳm của sự đau thương, không nên vì đó mà tuyệt vọng. Bởi vực thẳm đau thương chính là điểm khởi đầu sự trỗi dậy của một người. Chỉ cần bạn vươn lên được chính mình, không ngừng cố gắng thì mọi việc sẽ đi theo chiều hướng tốt. Khi một người may mắn, nhưng rồi cũng có lúc sẽ vấp ngã và vận may cũng sẽ dừng lại ở đó. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh, cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều trở thành mây khói, lòng sinh ra ý niệm tuyệt vọng. Lúc ấy hãy thay đổi góc độ để xem xét vấn đề, tự nhủ với bản thân mình, tất cả đều là sự an bài tốt nhất.
Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc như thế nào? Cho nên trong cuộc sống, khi gặp chuyện xấu đừng nên bi quan, thống khổ. Trái lại, khi gặp chuyện vui cũng đừng mải vui mừng quá đỗi. Mất không ưu phiền, được không đắc ý. Bởi vì trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa không thể lường được. Thứ 8. Tùy duyên. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ. Từ trong cảnh giới thuận theo tự nhiên, họ tìm được sự điềm tĩnh và thản nhiên. Họ hiểu rõ, mọi sự đều là tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Đó cũng chính là điều mà người ta gọi mọi sự tùy duyên. Chính bởi điều này mà khiến cho con người lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng. Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy. Một người trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều đã được định sẵn. Cổ nhân có câu, mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu. Có ý rằng khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến vào đúng thời điểm. Còn nếu điều gì đó không được sắp đặt trước thì không có ai có thể làm nó xảy ra. Vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó? Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Cuộc sống con người đơn giản, một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên. Có những cuộc gặp là mãi mãi, nhưng cũng có những cuộc gặp sớm đứt gánh giữa đường. Tất thảy mọi thứ trên đời đến và đi đều là duyên phận, đừng cưỡng cầu. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại thấu hiểu nhau. Có thể hài hòa với nhau nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có, bỏ tâm cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Như người xưa có câu, có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Có một loài tôm khi còn nhỏ, chúng thường kết đôi chui vào trong khe đá. Hang đá nhỏ này đối với chúng, đó chính là một thiên đường. Cho đến lúc trưởng thành, chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng ngay từ khi khởi động đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ. Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng đó chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu đơn giản cái phần non trẻ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Buông không có nghĩa là bỏ cuộc. Cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì. Mặc nhiên hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người mặc nhiên sẽ không quá nhã hứng khi khách quý chật nhà, cũng không giấm dứt trong tâm khi người cuối cùng rời đi. Khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng mà thoái chí. Mặc nhiên có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp. Mặc nhiên là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái chứa đựng nội hàm sâu sắc, có thể khiến cho người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại. Nếu như chia ly người yêu vẫn còn có thể làm bạn, hoặc là chưa từng yêu, hoặc vẫn đang yêu. Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau. Nhưng sau những khổ não, chúng ta vì sao không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác? Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những mật hiệu được đưa ra. Nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt. Mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự thống khổ, bi thương. Hết thảy vấn đề sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não kỳ thực đều là tự tìm phiền não. Đối với cuộc sống của bạn, người có sức tác động lớn nhất chính là bạn. Người quyết định bạn hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân bạn. Nếu không có sự chấp nhận được của bạn, bất kể thứ gì cũng không thể khiến bạn đau buồn hay vui vẻ. Không ai lấy đi niềm hạnh phúc của bạn. Người có thể lấy đi điều đó chính là bạn.
chính bởi bạn giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Bạn không cách nào ngăn được cơn lũ, nhưng học cách kiến tạo một con thuyền. Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn. Nếu như đứng trước người mà bạn yêu mến, điều bạn phải làm chính là bộc bạch lòng mình. Nếu bạn chưa kết hôn với một người, bạn phải làm đó chính là tỏ ra yếu thế. Cuộc sống của chúng ta không phải vì lấy sự ưa thích của người khác để mà tồn tại. Chúng ta là tự do tự tại, không phải đòi hỏi ai yêu thích mình. Có thể vui vẻ mà lưng đeo đại địa, mặt hướng trời xanh. Chỉ cần có bạn hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ. Tự do mà hít thở. Trước đây tôi cứ luôn nghĩ là kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới là cách khiến chúng ta mạnh mẽ. Khi nhìn hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu chuyện của một lão. Trước khi lâm chung từng nói, trong cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại thể những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra. Dù lựa chọn như thế nào, chỉ phải là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại sự hối hận hay đúng sai. Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Ta đem chuyện khó nói sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó. Bạn không hiểu ta, ta không trách bạn. Khi bạn cảm nhận thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti. Hãy nhớ rằng bạn đơn giản là một người phổ biến. Tôi và bạn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người nhưng kỳ thực là yêu chính mình. Khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người thực ra là hận chính mình. Khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ. Yêu và hận đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình. Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi đầu bạc. Nếu lỡ mất nhau, hãy chúc nhau hạnh phúc. Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút nữa. Nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút nữa. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đón một chiếc thuyền ở sân bay. Bạn phải tin rằng trên thế giới nhất định phải có người dành cho chính bản thân mình. Mặc dù giờ phút này bạn đang bị độ sáng vờn quanh, bị tiếng vỗ tay bao trùm, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, những người ấy nhất định sẽ xuyên việt thế giới này. Đi về phía bạn, người ấy nhất định sẽ tìm được bạn. Bạn phải đợi. Đừng để tương lai bạn chán ghét chính mình. Tôi đang cố gắng để trở thành chính mình. Cố gắng cường đại chi bằng sống mặc nhiên hơn một chút. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh của mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất. Còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên điềm đạm đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ, thì chỉ khiến cho bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Trên thế gian này, ai cũng đều mong muốn có được một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ hơn. Nhưng trong cuộc sống, có những người được yêu ái cả đời bình yên, lại có những người cả đời vất vả long đong. Có người thời trẻ có thể gặp nhiều rắc rối, nhưng về già thì ngày một phát đạt. Có người những tưởng cả đời thuận lợi giàu sang, nhưng đến cuối đời lại bị bệnh tật, đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương còm cõi. Ai cũng đều hy vọng bản thân có cuộc sống tốt đẹp. Số mệnh của mỗi người tốt hay không đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân mỗi người phải tự cố gắng đi lên. Thông thường những người càng sống càng có phúc, hưởng trọn sự may mắn thuận lợi trong cuộc sống đều có 6 đặc điểm sau đây. Thứ nhất, lương thiện. Chúng ta vẫn thường nghe câu, nhân chi sơ tính bản thiện. Thiện đã định sẵn là bản tính vốn có của con người. Khi một ai đó gặp khó khăn sẽ luôn có người sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái,
là bản thiện của con người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự động tìm đến với chúng ta. Rồi vào một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ thiện ý không vụ lợi ấy sẽ mang đến một món quà hay thậm chí là một chiếc phao cứu sinh đầy bất ngờ và ý nghĩa với chính chúng ta. Một người tốt bụng, sống ngay thẳng sẽ nhận lại được phúc khí, may mắn. Họ luôn thoải mái, vui vẻ khi giao tiếp với người khác. Nhưng lương thiện cũng cần có mức độ, bởi quá lương thiện có khi sẽ trở thành điều ác. Chỉ có người thiện lương vừa phải mới có thể mang phúc báo đến cho chính mình và người thân. Còn lương thiện một cách mù quáng sẽ chỉ khiến cho vận kiếp của con người bị bào mòn đi mà thôi. Thứ hai, có tấm lòng rộng lượng. Trên đời này có 10 chuyện thì đến 8-9 chuyện là không như ý. Nếu không thể khiến lòng mình khoan thai nhẹ nhõm thì mỗi ngày trôi qua chỉ toàn nỗi dày vò. Người hay tính toán chi li nhỏ mọn, khi phải nhìn nhận một người, một việc đều sẽ rất thiển cận. Đó là đang tự hạn chế tầm nhìn của bản thân. Cho dù mệnh có tốt cũng khó mà thành tài. Người có tấm lòng độ lượng, trạng thái tâm lý cũng tự nhiên sẽ tốt hơn. Điều này cũng giúp họ có thêm năng lượng để xử lý những chuyện quan trọng hơn. Ngoài ra, mối nhân duyên của những người có tấm lòng rộng lượng đều khá tốt, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với người khác. Nhờ đó có thể tích lũy thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Thứ ba, trân trọng hạnh phúc đang có. Một khi đã giao thiệp với người khác thì sẽ luôn có người tốt, người xấu. Vì thế hãy đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, trân trọng hiện tại và những gì đang có. Như vậy mới có thể tạo nên vận may, mang lại may mắn cho bản thân. Thứ tư, kiên trì và nỗ lực. Trên đời này có hai điều cực kỳ quý giá, chính là sự nỗ lực và lòng kiên trì. Rất nhiều người cảm thấy hai điều này khó thực hiện. Cũng giống như khi Sketch bảo các học trò của mình làm bài tập xoay cánh tay 300 lần mỗi ngày. Cả lớp đều cảm thấy cực kỳ đơn giản. Nhưng đến cuối cùng, người có thể kiên trì chỉ có một người. Người có thể kiên nhẫn, không ngừng vượt khó, nỗ lực khắc phục khó khăn mới có thể giành được sự ưu ái của thần may mắn, nắm bắt được nhiều cơ hội cũng như đi được xa hơn, cao hơn. Thứ năm, không ngừng học tập. Xã hội hiện đại ngày nay phát triển rất nhanh. Nếu chúng ta không bắt kịp thời đại, không ngừng trưởng thành, sẽ rất dễ bị đào thải ra khỏi xã hội. Đây cũng chính là ý nghĩa của câu sống đến già, học đến già. Dậm chân tại chỗ chính là đang thụt lùi. Chỉ có học tập mới giúp chúng ta không ngừng tiến lên, không ngừng tích lũy, cô đọng lại bản thân. Đến cùng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện chính mình để rồi có được phúc báo tốt đẹp. Thứ sáu, vô tư. Con người luôn có những tư lợi. Nhiều khi tư lợi một chút là chuyện hết đỗi bình thường. Dù dân thường bé nhỏ hay quý tộc cao sang cũng đều có lập trường và sự kiên trì không giống nhau. Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần có thể đồng cảm, suy nghĩ vì người khác trước, không làm chuyện tổn hại đến người, tránh làm việc trái lương tâm thì có thể giảm bớt tạo nghiệp, tích đức được nhiều phúc đức. Về sau, phúc báo sẽ tự tìm tới với chúng ta. Bình tĩnh và kiên trì là một thái độ sống tích cực mà ai cũng cần có. Một người bình tĩnh thường là người dễ dàng vượt qua mọi khó khăn để trở nên thành công. Vậy làm sao để giữ được bình tĩnh? Câu chuyện sau đây sẽ mách bảo bạn về điều đó. Có một vị thương gia sau nhiều năm buôn bán xa quê đã trở nên giàu có. Và anh ta quyết định trở về quê hương với số tài sản mà mình tích góp được sau nhiều năm. Để tránh tình trạng bị cướp của, vị thương gia đã đổi tất cả của cải của mình bằng những vé vàng. Sau đó là một chiếc ô giấy dầu đặc biệt, cẩn thận giấu vé vàng vào tay cầm ô, rồi tự mặc quần áo bình thường, mang theo chiếc ô lên đường trở về quê. Không ngờ trên đường trở về quê đã xảy ra chuyện không may, chỉ vì anh ta ngủ trưa trong gian hàng sau khi kiệt sức vì đi bộ một quãng đường xa, và chiếc ô đã biến mất sau khi anh ấy tỉnh dậy. Với kinh nghiệm kinh thương trường của mình, khi đối mặt với chuyện không may này, vị thương gia nhanh chóng bình tĩnh lại.
vì anh biết nếu để lộ cho những người xung quanh biết, thì số vàng giấu trong chiếc ô sẽ khó để tìm lại. Sau khi quan sát kỹ càng, anh thấy gói hàng mình đang mang theo vẫn còn nguyên vẹn. Anh kết luận, người lấy đi chiếc ô không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp. Người này có thể sống gần đây, có thể đã thuận tay lấy đi. Vị thương gia quyết định dựng lều sống ở đây, mua dụng cụ sửa ô, bắt đầu treo bảng hiệu sửa ô và lặng lẽ chờ đợi, mong rằng người lấy chiếc ô của mình có thể đến sửa. Mùa xuân qua đi rồi mùa thu đến, 2 năm trôi qua nhưng vẫn không thấy người cầm chiếc ô của mình đến sửa. Vị thương gia suy nghĩ và nhận thấy rằng, một số người sẽ chọn mua một chiếc ô mới khi chiếc ô quá xấu và không thể sửa chữa được. Vì thế là vị thương gia là một biển hiệu khác là đổi ô cũ lấy ô mới không mất thêm tiền. Hiệu quả đến ngay sau đó. Thế là có rất nhiều người trong vùng đã kéo nhau đưa ô cũ đến để đổi lấy ô mới. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên vội vã bước đến với chiếc ô giấy dầu cũ kỹ, mong được đổi lấy một chiếc ô mới. Vị thương gia cầm lấy và thấy đó chính là chiếc ô mà ông đã bị đánh mất. Nhận thấy tay cầm chiếc ô vẫn còn nguyên và vị thương nhân lặng lẽ bình tĩnh, vui vẻ đưa cho người đàn ông trung niên một chiếc ô mới và nhận lấy chiếc ô cũ của người này. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, vị thương gia quay người bước vào cửa, thu dọn đồ đạc rồi lên đường trở về quê với chiếc ô cùng số tài sản đã bị đánh mất. Sự chờ đợi kiên trì và thầm lặng của vị thương gia cuối cùng cũng đã được đền đáp. Trước sự cố bất ngờ, vị thương gia có thể bình tĩnh ứng phó, từ đó chuyển nguy thành an. Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp phải sự cố hay sóng gió không mong muốn, lo lắng và đau buồn không chỉ vô ích mà đôi khi sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có cách giữ được bình tĩnh và sự im lặng thích hợp mới có thể giúp cho bạn ổn định tình hình của mình và khắc phục tổn thất. Bình tĩnh là một trạng thái tâm lý của con người. Trước những rắc rối, những việc không may mắn, việc bất ngờ xảy đến, thái độ của họ vô cùng bình thường như không có chuyện gì. Từ cách nói chuyện, biểu cảm đến hành động đều giống ngày thường, khiến người khác không nhận ra họ vừa trải qua biến cố hay vừa có việc không như ý ập đến. Những người bình tĩnh thường là những người vô cùng lý trí, không hoảng hốt, cuống cuồng hay nóng vội. Trước những tình huống bất ngờ, họ luôn là người có cái nhìn đúng đắn, phân tích đúng sai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và luôn làm chủ được hành động của mình. Bình tĩnh là một thái độ sống tích cực. Bình tĩnh sẽ giúp bạn gặt hái được thành công, có hướng đi đúng đắn và nhìn thấu sự việc. Bình tĩnh cũng giúp bạn giữ được những mối quan hệ tốt, có lối ứng xử lịch thiệp, nho nhã. Quý vị thân mến, trong cuộc sống của một người, dù cuộc sống của họ tốt hay xấu và người đó có phúc khí hay không, thực ra đều có những dấu hiệu để nhận ra. Cuộc đời một con người có tốt đẹp hay không, một phần do số mệnh, một phần phụ thuộc vào tính cách, lối sống của người đó. Nếu một người có nhân cách tốt và biết cách đối nhân xử thế, thì người đó sẽ tràn đầy phước lành. Những người như vậy ít khi chịu thiệt thòi. Và người có nhiều may mắn, phúc khí dày thường có 6 đặc điểm sau. Thứ nhất, thái độ tốt, không phàn nàn. Sống trên đời, có những việc trong tầm tay, có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu một người hay phàn nàn trước những khó khăn, thất bại, người đó sẽ đánh mất tinh thần phấn đấu, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của những người xung quanh. Người như vậy thường khó thu hút được may mắn. Ngược lại, người không phàn nàn về bất cứ ai hay bất cứ điều gì lại là người có phúc. Vì họ biết rằng phàn nàn sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Họ hiểu, thay vì phàn nàn, hãy học tập chăm chỉ, thay đổi bản thân để rồi thay đổi cục diện. Nếu một người muốn vận may của mình càng tốt, thì khi gặp phải chuyện gì đó, việc đầu tiên cần phải làm chính là điều chỉnh tâm lý của mình, không nên lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Trước những thử thách, chúng ta nên hiểu rằng tất cả những điều mình gặp phải đều không phải để gây khó dễ, mà là để dạy bản thân trưởng thành. Chỉ bằng cách bình tĩnh suy nghĩ, điều chỉnh tâm lý và không phàn nàn, bạn mới có thể có thái độ tích cực và giải quyết mọi khó khăn mà bạn gặp phải. Nói cách khác,
không phản nàn khi mọi việc xảy ra và nỗ lực giải quyết vấn đề. Đó chính là thái độ mà một người may mắn nên có. Thứ hai, tốt bụng, không thủ oán với người khác. Tục ngữ nói, nước trong thì không có cá, người xét nét quá thì không ai gần. Nếu một người có tính nóng nảy và khắc nghiệt với người khác, thì người đó sẽ khó kết bạn, bởi vì người khác sẽ thấy khó hòa hợp với những người này. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta thường gặp một số người khó tính, họ luôn phóng đại một lỗi nhỏ của người khác và rồi nhắc đi nhắc lại. Ngay cả khi đã nhận được lời xin lỗi, nhưng họ vẫn không bỏ qua. Thành thật mà nói, một người như vậy không có nhiều bạn bè và mối quan hệ cũng rất hạn chế. Họ thường không thể hòa hợp tốt với người khác và không giỏi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này sẽ gây ra bất lợi cho bản thân và những người khác. Ngược lại, những người tính tình tốt, biết kiềm chế cảm xúc, độ lượng với người khác, không chỉ có thể nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ người xung quanh, mà còn có được tiếng nói tốt cho chính mình. Khi xung quanh bạn là những người tốt tính, điều đó có nghĩa là cuộc sống của bạn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng làm việc với bạn, và điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối. Thứ ba, nhìn xa, trông rộng, không màng lợi trước mắt. Đôi khi chúng ta phải biết buông lỏng bản thân một cách hợp lý, không thể mặc cả mọi thứ với người khác. Đừng vì những chuyện nhỏ mà nổi nóng với người khác. Nếu phải quan tâm đến mọi thứ với người khác, thì chỉ khiến cho bản thân rất mệt mỏi. Một người thông minh sẽ có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người quyết định cuộc sống và độ cao của họ trong cuộc sống. Con người có tầm nhìn càng lớn, họ càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt, bởi họ biết cách sống cho hiện tại. So với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở có thể nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì họ muốn. Ngược lại, những người có suy nghĩ hẹp hòi, không cởi mở, thích tập trung vào những cảm xúc tiêu cực, coi trọng mọi thứ và thậm chí là bị tổn thương và khó chịu vì những điều nhỏ nhặt, sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến bạn sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ với một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. Thứ tư, cố gắng hoàn thiện bản thân và làm cho mình tốt hơn. Khi một người thực sự nổi bật, họ sẽ có thể thu hút được những người xung quanh. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống là bạn có nhận thức rõ ràng về bản thân, định hướng được mục tiêu và làm việc chăm chỉ vì nó. Một người chỉ có thể gặp được những điều tốt hơn nếu họ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân và khiến cho bản thân trở nên tốt hơn. Có một câu nói như thế này, nếu hoa nở rộ, bướm sẽ tự tìm tới. Nếu người xuất sắc, trời sẽ tự an bài. Nỗ lực cải thiện bản thân không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn, mà quan trọng hơn, nó có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ không ngờ tới. Khi trở thành một người đáng ghen tị, bạn sẽ thấy cuộc sống thực sự rất tươi đẹp. Phần còn lại của cuộc đời bạn rất đắt đỏ. Xin đừng lãng phí thời gian vào những thứ không có ý nghĩa và giá trị đối với cuộc sống của bạn. Nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở nên xuất sắc là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Thứ năm, sống trong gia đình gia giáo, có nề nếp. Gia đình là trường học đầu tiên của đời người. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Truyền thống gia đình là linh hồn của gia đình. Nó như ngọn đèn sáng soi đường cho gia đình tiến lên. Những đứa trẻ lớn lên trong truyền thống gia đình tốt thì biết thế nào là chân thiện mỹ và sẽ không làm điều xấu. Họ tốt bụng, biết phân biệt đúng sai, trong lòng tràn đầy tình yêu thương, ở đâu cũng tốt bụng và thuận lợi với người khác. Trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp, con cái sẽ rất ngoan và lễ phép. Họ hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người lớn tuổi và yêu thương em nhỏ, tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân theo các quy tắc và giữ trật tự, có tình yêu thương và lòng tốt trong trái tim, có đạo đức và kỷ luật. Những gia đình có truyền thống gia giáo là điều may mắn. Nếu một người có được gia phong nề nếp thì nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Bởi vì truyền thống gia đình và giáo dục không chỉ quyết định khuôn mẫu và cách nhìn của một người, mà còn quyết định trình độ tinh thần và điểm mấu chốt đạo đức của một người. Thứ sáu, có kỷ luật và biết yêu bản thân. Cuộc sống của một người có tốt hay không thực ra phụ thuộc vào tính cách và lối sống của họ. Người có kỷ luật và yêu bản thân, dù ở thời điểm nào cũng luôn giữ được trạng thái tốt nhất, không mặc cảm vì người khác nói mình xấu, cũng không tự mãn vì người khác nói mình giỏi. Chính vì biết tự kỷ luật và yêu thương bản thân, nên họ mới có thể quản lý tốt cảm xúc của mình và không mang lại cảm xúc xấu cho người mình yêu thương nhất. Một người không biết yêu bản thân mình mà chỉ biết chiều lòng người khác một cách mù quáng, rồi tự làm hại mình thì không đáng được yêu. Họ có xu hướng coi lòng tốt của người khác đối với mình là điều hiển nhiên và dễ mất bình tĩnh khi không đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người như vậy thì khó được người khác yêu thích mà chỉ có thể bị người khác làm tổn thương. Phúc khí dành cho những ai thực sự yêu mình và biết kỷ luật bản thân. Bởi vì chỉ khi biết yêu chính mình, bạn sẽ không tùy ý thương tổn chính mình. Một lẽ đương nhiên, mọi người đều muốn được yêu thương và đánh giá cao. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải học làm người có phúc, biết tu thân, biết kỷ luật và biết yêu thương bản thân. Người có cuộc sống tốt đẹp là người có phúc khí. Bởi vì họ biết trân trọng những gì mình có, học cách hài lòng và hạnh phúc. Một người như vậy giống như một loại hạt giống, có thể bén rễ, nảy mầm, nở hoa và kết trái. Còn những người luôn trốn tránh và bỏ cuộc khi gặp một chút trở ngại và khó khăn, lại giống như đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút mưa gió. Chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác, bởi vì mỗi người đều có cách sống và con đường sống riêng. Người khác dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là người khác, và chúng ta không đủ tư cách để đánh giá người khác sống tốt hay không. Kính thưa quý vị, một số người cảm thấy quy luật nhân quả rất huyễn hoặc. Họ nói, tại sao có những người xấu lại sống rất sung sướng, dễ chịu, người tốt lại đoản mệnh. Trên thực tế, những người mà chúng ta biết lại chỉ là thiểu số. Trên toàn thế giới, những người đã từng là vua tàn bạo như Hitler, Garfield, họ nắm đại quyền mấy chục năm. Khi họ đang ở trên đỉnh cao quyền lực, có ai tin rằng họ sẽ bị báo ứng thê thảm như thế? Trái lại, đại đa số mọi người khi đó đều cho rằng họ nắm quyền lực lớn như vậy thì nhất định cuối đời sẽ kết thúc có hậu. Đức và phúc báo có quan hệ thế nào? Cổ nhân dạy rằng, nhà tích thiện có dư phúc lành, nhà tích ác có thừa tai ương. Hay trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có viết, người làm việc thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã rời xa. Người làm việc ác, họa tuy chưa đến, phúc đã rời xa. Chính là đạo lý này. Vạn sự vạn vật đều là nhân quả. Nếu ngày nay bạn giàu có sức khỏe, có hạnh phúc, thì một phần là do đời trước hành thiện tích đức mà ra, và một phần là những cố gắng nỗ lực của đời này mà có được thiện quả. Nho gia và đạo gia đều giảng dạy đạo lý hành thiện tích đức thì được phúc báo, tránh được tai họa, còn làm ác tổn đức tiêu tán phúc báo, phải chịu tai ương. Phúc là có thể hưởng thụ, nhưng cần ghi nhớ kỹ là không được lãng phí. Và đức mới chính là tài sản lớn nhất trong mệnh. Thành tâm tích lũy đức, dụng tâm sinh sống thì mới có thể khiến đức chuyển hóa thành hạnh phúc và vận may. Đức càng nhiều thì càng giàu có, đức càng nhiều thì càng hạnh phúc, càng ung dung tự tại. Khi đức bị dùng hết thì những sự tình đen đủi sẽ bắt đầu tìm đến. Dưới đây là ba dấu hiệu cho thấy đã hết phúc. Thứ nhất, hữu ý hay vô ý kết oán với người. Khi đức sắp dùng hết thì vận mệnh cũng suy đồi. Những suy nghĩ ích kỷ vì lợi ích cá nhân khiến cho đầu óc mê muội vì có tranh chấp mâu thuẫn với người khác. Nếu không xử lý cho đúng, có thể xảy ra phiền phức. Nơi nào cũng khó khăn trắc trở, thế thì phải đặc biệt chú ý và cảnh giác. Thứ hai, hao tiền của, phá sản bất ngờ. Tài phú là một trong những loại thể hiện của phúc báo và đức. Trong mệnh có bao nhiêu đức thì có bấy nhiêu tiền của.
Khi đức dùng hết thì tiền của không tương xứng với đức, ông trời sẽ thu hồi tài phú của bạn. Thứ ba, khí suy, bệnh lâu ngày. Khi không có đức thì oan gia trái chủ xung quanh sẽ có cơ hội thừa cơ báo thù. Nghiệp lực sẽ hiển hiện, làm gì cũng không thuận. Thậm chí sinh bệnh lâu ngày mà không thể khôi phục được sức khỏe. Khi đó nghiệp đã nhiều như núi, nằm ngang ở đó ngăn cản cuộc sống và sức khỏe của bạn. Khi đó cầu trời trời chẳng linh, cầu đất đất chẳng nghiệm, cầu cúng gì cũng vô ích. Thế nên đồng thời với việc hưởng phúc thì không được quên trọng đức. Như vậy mới có được đức và phúc cuồn cuộn không ngừng. Tâm thiện, làm việc thiện thì phúc lâu dài, vì ông trời bảo hộ người lương thiện. Đời người tích đức hay tích của? Đời người tích của xả đức, liệu rồi sẽ ra sao? Đạo đức ngày nay dần trở thành danh từ gắn với kẻ ngốc nghếch. Có người nói, tích của thì còn cái mà dùng, tích đức có bỏ ra ăn được không? Hai câu chuyện xảy ra trong triều đại nhà Thanh dưới đây chính là câu trả lời xác đáng. Thứ nhất, Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long là một phú xà nông điền ở huyện Kim Sơn. Đa phần tài sản có được đều là dùng tâm kế mà có. Ông ta chuyên cho vay lãi nặng, thấy nhà ai có ruộng nương tốt, liền đợi thời cơ khi họ gặp lúc khó khăn cho vay lãi. Vì lãi rất cao nên thường thì người vay ít có cơ hội trả được. Lúc đó, Khương Nguyên Long sẽ thu ruộng đất khấu trừ. Cứ như vậy trong vòng 20 năm, ông ta trở thành phú gia, ruộng điền nghìn mẫu. Sau này, Khương Nguyên Long sinh được một người con trai tên là Khương Đức Trương. Tính tình lười biếng, không chịu lo liệu việc nhà. Mới 20 tuổi nhưng đã là một tên cờ bạc rượu chè ăn chơi sành sỏi. Mỗi lần ra khỏi cửa đều mang mấy tờ khế ước ruộng đất đi đánh bạc. Khương Đức Trương thường hay dùng khế ước ruộng đất để mượn 10 lượng ngân lượng lãi cao của người ta, sau đó đem ngân lượng đi đánh bạc thua sạch. Đợi đến ngày thứ hai, khi Khương Đức Trương đi ghi giấy nợ, có người lại cố ý gạt anh ta. Hôm qua anh đã mượn tôi 50 lượng, làm sao qua một đêm đã quên rồi? Khương Đức Trương cũng không buồn tranh luận với người ta, liền ghi luôn giấy nợ 50 lượng. Có lẽ cũng không nghĩ đến chuyện trả tiền cho người ta để chuộc khế ước về. Vì thế trong vòng 10 năm mà gia sản tiêu tán, cuối cùng chết vì đói. Thứ hai, Chu Thánh Trương. Chu Thánh Trương là người huyện Đan Dương, gia cảnh vốn dĩ rất bình thường. Vào một năm cản long, lúa mì được mùa, 10 đấu có 200 đồng, mỗi đấu bằng 10 lít. Đây là hệ thống đo lường thóc gạo ngày xưa. Gia đình nhà Chu Thánh Trương ruộng điền trăm mẫu bội thu, được nhiều hơn gia đình nhà khác. Năm đó, Chu Thánh Trương lại gom góp được một số tiền, toàn bộ đều đem đi mua hết lúa mì. Tất cả được gần 4 vạn đấu. Đến mùa xuân và mùa thu năm thứ hai, địa phương mất mùa, lúa mì được giá. Lúc đó, Chu Thánh Trương vẫn đóng cửa không bán. Đợi đến cuối năm, khi có lũ lụt đến, người dân xung quanh không có gì ăn, tất cả đều tìm đến Chu Thánh Trương mua. Lúc đầu Chu Thánh Trương cũng nhất quyết không bán, đợi đến khi người khác không thể chịu đựng được nữa mới chấp nhận đổi 10 đấu lúa mì lấy một mẫu ruộng. Hơn thế, trong lúa mì còn bị trộn lẫn với vỏ trấu. Chu Thánh Trương tổng cộng đã dùng gần 4 vạn đấu lúa mì đổi lấy được 5 vạn mẫu ruộng. Vốn là người keo kiệt lại cộng thêm giỏi tích cóp. Mấy năm sau, ruộng điền của Chu Thánh Trương có tới trên vạn mẫu, tiền bạc như núi. Nhưng Chu Thánh Trương lại không thể sinh được con trai. Mãi tới năm 68 tuổi mới sinh được con trai. Chu Thánh Trương đặt tên là Chu Lục Bát. Lục Bát chưa được 10 tuổi thì Chu Thánh Trương qua đời. Sau này khi Lục Bát trưởng thành, xem tiền bạc như cỏ rác. Mỗi khi ra ngoài đều đem theo rất nhiều ngân lượng, tiêu hết mới chịu quay về. Thậm chí có khi tiêu không hết, liền vứt bên đường. Thời kỳ đó, đất nước thực thi chế độ kho xã, chọn một gia đình để làm kho chứa lương thực của quốc gia cho địa phương. Giữ không tốt sẽ phải đền lại. Việc xấu rơi vào ngay gia đình của Lục Bát. Người dân địa phương thấy Lục Bát nhu nhược yếu đuối, vì thế luôn bắt nạt. Người đến vay thóc gạo là đều một đi không trở lại,
không khi nào trả thóc gạo đã mượn. Việc này cứ thế diễn ra, khiến cho mỗi năm gia đình Lục Bát phải bồi thường vô số. Lục Bát lại là người ham mê cờ bạc. Mỗi lần chơi đều là ngàn lượng, vì thế mà gia cảnh ngày càng suy yếu, dựa vào việc bán gia sản sống qua ngày, thậm chí ruộng điền bán còn không kịp viết khế ước. Chỉ trong mấy năm, toàn bộ gia sản bị tiêu tán sạch. Tới lúc chết thì không còn cả nhà mà ở. Con của Lục Bát phải sống khó khăn cùng cực, đi làm gác cửa kiếm cơm sống qua ngày. Người dân nơi đây sau này có câu nói cửa miệng khi mắng con cái hư đốn, phá gia chi tử, đều mắng đồ Lục Bát. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy phúc phận do đức mà thành. Tổ tiên sống không có đức, không tích đức hành thiện, con cháu sẽ bại gia vô phúc. Ác có, ác báo. Người mà ức hiếp người khác, con cháu của họ sẽ gặp báo ứng, hoặc giả cuối đời hay kiếp sau của họ cũng sẽ chịu nghiệp báo đeo thân. Ba loại hành vi hủy đi vận khí của gia đình, nhất định phải cảnh giác. Một gia đình nếu muốn hưng vượng, có thể cần phải đến một năm, 10 năm, thậm chí thời gian lâu hơn nữa. Nhưng lụn bại thì có thể chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Con người từ xưa đến nay, hầu như ai ai cũng đều mong mỏi theo đuổi sự hưng vượng cho gia đình mình. Cổ ngữ có câu, gia đình hòa thuận vạn sự hưng, gia đình mâu thuẫn bần cùng đến. Vậy nên vận nhà hưng suy đều có liên quan chặt chẽ với mỗi người chúng ta. Phật gia có giảng nhân quả báo ứng, sự lụn bại của một gia đình phần nhiều đều là do ba loại nguyên nhân này chưa đến. Con cái bất hiếu, phúc báo tổn hao. Trong bản kinh sự có nói, người thông tuệ ở thế gian ắt hiếu kính cha mẹ, thường hằng tu trì cúng dường, trong tâm thường an lạc. Cha mẹ là ruộng phước đầu tiên của đời người. Chúng ta gieo trồng nhân gì ở ruộng phước này chính là sẽ thu về quả đó. Khi bạn hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ, bạn đã gieo trồng hạt giống tài phú. Khi bạn quan tâm hiếu thuận cha mẹ, con cái của bạn sau này cũng sẽ hiếu kính với bạn như vậy. Ngược lại, nếu bạn bất hiếu với cha mẹ, thì tức là đã gieo xuống ác nhân, gia đình khó được yên ổn. Tăng Quốc Viên cho rằng trong gia đình, người lớn tuổi là gốc, là phúc khí của cả nhà. Vậy nên nếu người già trong lòng luôn vui vẻ, thì gia đình có tướng khí hưng vượng. Còn như cụ già hay buồn khổ, thì có thể là dấu hiệu suy vi. Thời xưa có một người tên Nghê Cửu, từ nhỏ đã mất cha, mất mẹ. Anh phải làm người ở cho một gia đình giàu có, ngậm đắng, nuốt cay, nuôi anh lớn khôn. Sau khi khôn lớn làm ăn kiếm được tiền, Nghê Cửu trở thành một tài chủ, cưới được một cô vợ xinh đẹp. Thế nhưng người vợ này rất xem thường mẹ chồng. Cô cho rằng bà thân nô bộc, thân phận thấp kém. Nghê Cửu cũng nghe theo vợ mà bất hiếu với cha mẹ mình. Các việc lặt vặt trong nhà như quét dọn, làm cơm, rửa nhà xí đều để mẹ mình làm. Chẳng bao lâu, việc làm ăn của anh đã bắt đầu sa sút thấy rõ. Số tiền bao năm dành dụm được đều thua lỗ hết. Cuối cùng phải về lại ngôi nhà tranh cũ nát trước đây. Một buổi sáng nọ, Nghê Cửu cùng với vợ lại bắt nạt mẹ ở sát vách bên cạnh dậy nấu cơm. Bà mẹ già tội nghiệp phải gắng gượng tấm thân già cả đi vào nhà bếp. Lúc này đột nhiên không trung gió lớn ập đến, mưa tầm tã trút xuống, đất đá ở gần đó rơi xuống trúng ngay trên mái nhà của phòng hai vợ chồng Nghê Cửu. Hai vợ chồng bị nhà sập đè chết. Mẹ già làm cơm ở dưới bếp bình an vô sự. Người xưa kể lại chuyện đều răn thêm, vợ chồng Nghê Cửu ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ già, vậy nên gia đạo suy bại, cuối cùng gặp phải báo ứng. Xã hội thời nay cũng có rất nhiều những đứa con bất hiếu như vậy. Bản thân ăn ngon mặc đẹp lại để cho cha mẹ ăn cơm thừa canh cặn, đòi hỏi cha mẹ phải chăm lo cho họ vô điều kiện. Những người như vậy làm sao có được phúc báo đây? Gia đình như vậy làm sao hưng vượng được đây? Rất nhiều người cầu thần bái Phật, mong rằng sẽ được ông trời phù hộ, nhưng họ không biết rằng bất hiếu cha mẹ thì có bái Phật nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng. Vợ chồng bất hòa, gia đạo suy vi. Cổ nhân giảng, cùng tu 10 năm mới đi chung chuyến đò, tu 100 năm mới nên duyên chồng vợ.
mỗi một đôi lữ tình trên thế gian đều có thể kết thành vợ chồng, đều là phúc khí của đời trước tu được. Duyên phận có được không dễ, đời này có thể được ở cùng nhau cũng không dễ dàng gì. Vợ chồng đều nên biết trân quý mối duyên phận này. Vợ chồng hòa thuận thì gia đạo mới hưng. Người chồng và người vợ là nền tảng trọng yếu của một gia đình. Giữa vợ chồng với nhau mà tình đầu ý hợp, tương kính như tân, gia đình sẽ hòa thuận êm ấm. Phía sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng sáng của một người phụ nữ. Cũng như Chu Nguyên Chương trong suốt quá trình bình định thiên hạ, kiến công lập nghiệp, vợ ông là Mã Thị luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ ông. Bà không những đồng cam cộng khổ với ông mà còn hết sức chăm lo cho ông bằng tất cả khả năng của mình. Hai người vì gia nghiệp chung mà quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến cùng lùi. Ngược lại, nếu hai vợ chồng suốt ngày tranh cãi không thôi, gia đình cũng sẽ rất khó có được tháng ngày yên ổn. Rất nhiều vấn đề xuất hiện trong gia đình đều là do vợ chồng bất hòa dẫn đến. Trong kinh dịch nói, đàn ông là dương, phụ nữ là âm. Âm dương hòa hợp thì vạn vật hưng, âm dương bất hòa thì vạn sự suy. Vợ chồng bất hòa trên khắc cha mẹ, giữa thì khắc nhau, dưới khắc con cái. Người xưa có một thương nhân dẫn vợ mình đi đến chùa cầu phúc. Ông ta hỏi lão hòa thượng: "Bạch thầy, đây là vợ con, ngài xem cô ấy có tướng vượng phu hay không?" Lão hòa thượng mỉm cười đáp: "Phụ nữ trong thiên hạ đều vượng phu cả, then chốt là hãy xem liệu cô ấy có vượng được người chồng như ông không thôi." Vị thương nhân không khỏi nghi hoặc hỏi: "Vì sao vậy?" Lão hòa thượng đáp: "Muốn vợ có thể vượng phu, trước tiên cần phải cho cô ấy mấy loại phúc này. Thứ nhất, ông cần cho cô ấy niềm vui, cô ấy hãy trong lòng thấy vui thì sẽ có tướng vượng phu. Thứ hai, cần cho cô ấy phúc, khiến cô ấy cảm thấy gả cho ông là sự lựa chọn đúng đắn. Thứ ba là cần cho cô ấy tiền tài, bằng lòng tiêu tiền vì cô ấy, phó suất vì cô ấy. Thứ tư, cần phải biết trân quý cô ấy, ở trước mặt người nhà, bè bạn, hãy nói nhiều lời tốt đẹp về cô ấy. Phụ nữ là phong thủy quan trọng nhất và là người quyết định hạnh phúc của cả một gia đình. Nếu như nói người đàn ông là trụ cột của gia đình, thế thì người vợ chính là phúc khí trong gia đình. Chiếc chìa khóa hạnh phúc của gia đình chính là nằm trong tay người vợ. Con đường nhân sinh vốn đều phiền não. Người mà có thể cùng bạn đi qua mưa gió khó khăn, cùng nhau gây dựng tổ ấm, thử hỏi còn gì đáng trân quý hơn ân tình này nữa đây. Cưng chiều con cái, ắt có tai ương. Cổ ngữ có nói: "Con cháu tự có phúc của con cháu, trưởng bối chớ nên lo lắng quá." Hiện nay rất nhiều gia đình từ nhỏ đã cho con trẻ áo gấm cơm ngọc, nuông chiều từ bé, không nỡ để chúng chịu một chút khổ nào. Kết quả con cái lớn lên ngỗ nghịch, chỉ biết đến mình, thậm chí nhiễm các thói hư tật xấu, bại hoại gia phong. Hiện tượng như vậy đâu đâu cũng có. Con cái đến thế gian này còn chưa có khả năng tích phúc, ấy vậy mà phúc phận của chúng đã bị tiêu hết cả rồi. Rất nhiều người cưng chiều con cái, cho con cái rất nhiều tiền để tiêu xài, đáp ứng mọi yêu cầu của con cái. Nhưng mà nếu bạn thật sự yêu thương con mình, việc nên làm là hãy tỉnh hóa tâm hồn, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp cho con. Lâm Tắc Tử từng nói: "Con cháu nếu được như ta, để lại tiền bạc cho chúng làm gì? Con cháu nếu không được như ta, để tiền lại cho chúng nào ích gì? Con cháu nếu tự thành tài được, không cần phải để lại tiền cho chúng. Người tài giỏi một khi có được nhiều tiền rồi sẽ hao mòn ý chí phấn đấu. Con cháu nếu là hạng tầm thường, để lại tiền của cho chúng sẽ chỉ tăng thêm tính lười biếng của chúng. Vậy để lại tiền bạc cho chúng giúp ích gì đây? Con cái được ma luyện trong khổ nạn mà trưởng thành thì biết cảm ơn hơn những đứa trẻ được bao bọc nuông chiều từ bé. Có câu nói rất hay rằng: chiều con nhiều bất hạnh, cưng con khó thành tài. Nếu yêu thương con cái thì hãy để chúng biết chịu khổ. Yêu thương con cái hãy để chúng hiểu được cảm ơn." Mạnh Tử từng nói: "Cái gốc của thiên hạ chính là ở quốc gia, gốc rễ của quốc gia là ở gia đình,
gốc rễ của gia đình là ở sự tự thân của mỗi người. Mỗi người hãy đều cố gắng xây dựng một gia đình hòa thuận. Mỗi một thành viên đều cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc của gia đình. Nếu làm được thế thì gia hòa vạn sự hưng không còn là điều quá xa vời nữa. Đánh giá cao một người khôn ngoan là người biết mình, biết người. Câu nói xuất phát từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nghĩa là những người có thể hiểu người khác là người khôn ngoan, những người có thể hiểu chính mình là người trí tuệ. Vậy thế nào là thực sự thông minh? Nếu làm được 9 điều sau đây, bạn là người thông minh thật sự. Thứ nhất, chỉ khen không chê. Nhà văn Hải Minh Uy từng nói, 3 năm học nói, cả đời học im lặng. Bạn nói 10 câu đối thoại cũng không ai khen, nói sai một câu sẽ bị công kích liên miên. Vì vậy trong cuộc sống, chúng ta nên nói ít nghe nhiều, thận trọng trong lời nói và việc làm, kẻo tai họa từ miệng mà ra. Muốn nói điều gì thì nên nói điều tốt về người khác. Lời khen ngợi ta, lời khích lệ người ta, lời làm đẹp lòng người ta. Đừng có làm thầy để chỉ trích người khác. Nếu không, bạn sẽ chỉ nhận được sự ghen ghét và tức giận ở người khác. Thứ hai, nhìn thấu chứ không nói thấu. Dân gian có câu, nhìn thấu mà không nói thấu thì vẫn là bạn tốt. Nó có nghĩa là bạn có thể thấy những gì đang xảy ra, khuyết điểm của người khác, nhưng nếu bạn không nói ra, mọi người vẫn có thể diện và vẫn là bạn tốt của nhau. Nếu một khi nói ra thì sẽ khiến cho người khác mất mặt, không còn tình cảm, lại đắc tội với người khác. Thấy thấu mà không nói thấu là trí, là tâm, là khuôn mẫu. Như câu nói, đi trước người khác để chúng ta có thể gặp nhau trong tương lai. Thứ ba, không phản nàn hay báo tin vui cho người khác. Khi bạn đau khổ, đừng nói với người khác. Không ai có thể cảm thông cho nỗi đau của bạn. Phản nàn, bạn sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài sự xấu hổ. Trong đêm khuya, chúng ta có thể cho phép mình buồn, và khi chúng ta thức dậy vào ngày hôm sau, chúng ta lấy lại năng lượng và tràn đầy tự tin. Đời là bể khổ, chỉ có vượt qua chính mình mới là sự mạnh mẽ nhất. Đừng báo tin vui, ngoại trừ cha mẹ của bạn, không ai chúc phúc cho bạn cả. Bạn chỉ có thể chào đón sự ghen tị của người khác, và khi bạn gặp kẻ xấu, họ sẽ ngấm ngầm lừa dối bạn. Đừng quên rằng, may rủi có duyên với nhau. Nếu sau khi tin vui được nói ra mà có thay đổi gì, thì chỉ khiến cho thiên hạ chê cười mà thôi. Thứ tư, có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Giận đá chém thớt, chỉ đau ngón chân. Điều ngu ngốc nhất trên thế giới là tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác. Những bậc thầy thực sự đã từ bỏ cảm xúc của họ từ lâu. Khi một người tức giận, tất cả các cơ quan trong cơ thể họ đều bị tổn thương, giống như họ đang trải qua một trận động đất. Lã Phá Luân đã nói, một người đàn ông có thể kiểm soát cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn là một vị tướng đánh chiếm một thành phố. Thứ năm, đừng bao giờ nói xấu ai. Tục ngữ có câu, khi ngồi yên lặng, hãy nghĩ về những lỗi lầm của mình. Khi nói chuyện đừng nói xấu về người thứ ba. Nó có nghĩa là, khi một người tĩnh tâm, họ nên suy nghĩ về lỗi lầm của chính mình. Khi nói chuyện với mọi người, đừng nói xấu về người thứ ba. Đừng mong đợi người khác giữ bí mật những điều bạn nói với người khác về một ai đó. Khi mối quan hệ của bạn tan vỡ, chắc chắn họ sẽ công khai điều đó với người còn lại. Thứ sáu, đừng bận tâm đến việc của người khác. Nếu không phải chuyện liên quan đến mình, việc của người khác, hãy cố gắng đừng tham gia. Một phụ nữ trung niên nhìn thấy một đứa trẻ đang ăn kem bên đường, nên bước tới nói, cháu ơi trời lạnh, ăn kem sẽ đau bụng đấy. Đứa trẻ nói, bà cháu sống đến 106 tuổi. Người phụ nữ trung niên nói, bà của cháu sống đến 106 tuổi là nhờ ăn kem à? Không, bà cháu không bao giờ can thiệp vào chuyện mà cháu làm. Cậu bé nói, đừng bận tâm đến việc của người khác, bởi vì bạn là người ngoài cuộc,
những gì bạn nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Thứ bảy, không quan tâm đến đời tư của người khác. Khi không đứng trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta sẽ không biết ở đó đúng hay sai. Cuộc sống là của mỗi người quyết định, chúng ta không nên bận tâm chuyện của người khác. Hãy học cách rèn luyện bản thân vào những việc giúp ích cho chính mình. Đọc của nhà hiền triết. Kiếm nhiều tiền hơn, tập thể dục nhiều hơn, học tập kiến thức mới nhiều hơn và cải thiện bản thân là trọng tâm của cuộc sống. Hãy dẹp bỏ sự tò mò và đừng hỏi quá nhiều về đời tư của người khác. Đừng cố gắng đi sâu tìm hiểu hết cuộc sống của người kia. Điều đó là bất lịch sự và thiếu tôn trọng. Thứ 8, hãy để các mối quan hệ đến một cách tự nhiên. Càng lớn tuổi, bạn càng ít bạn bè, đó là điều tất yếu. Trên đời này, người thật lòng tốt với bạn càng ngày càng ít. Hãy đếm trên đầu ngón tay, ai thật lòng, ai tốt với bạn thì hãy trân trọng. Cứ để tự nhiên cho những việc không đáng kể khác, cuộc sống như vậy sẽ không mệt mỏi. Thứ 9, biết cách yêu bản thân. Người thông minh biết cách yêu bản thân và chăm sóc cơ thể họ. Cơ thể là vốn để dành của sự sống. Một cơ thể tốt là cơ sở để kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống. Hãy quan tâm đến tâm trạng của bạn. Cơ thể của bạn là của chính bạn và tâm trạng của bạn cũng là của chính bạn. Đừng làm hài lòng người khác, khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái mới là điều cơ bản. Có câu nói, tâm lớn thì việc nhỏ, tâm nhỏ thì việc lớn. Hãy trau dồi tấm lòng rộng mở và đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Trong cuộc sống, hãy biết cách cư xử với người khác để bản thân được nhận những điều tốt đẹp. Chỉ khen người chứ không chê người. Nhìn rõ sự vật, sự việc, không kể lể, không phàn nàn hay báo tin vui cho người khác. Biết kiềm chế cảm xúc, không nói xấu ai. Hãy để mọi sự tùy kỳ tự nhiên. Hãy biết yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng. Nếu làm được 9 điều này, bạn là người rất thông minh. Người không biết nói chuyện thường gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, quan hệ xã hội. Nhưng người hay nói lời vô tội vạ, không phân biệt phải trái đúng sai, có vẻ cũng không ổn lắm. Trước khi cất lời, có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng điều đó có là điều đáng nói, có hại gì cho người nghe không? Hãy cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng khi chuẩn bị nói ra những điều này. Thứ nhất, những lời tức giận với người nhà. Trong cuộc sống, ai cũng khó tránh gặp phải chuyện phiền muộn. Người ta trong những lúc bực dọc thường luôn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Nói ra những lời không nên nói, nhất là những lúc ở cùng với người nhà, ta luôn phũ phàng, đôi khi là bụt miệng tuôn ra những lời oán giận. Rõ ràng trong tâm không hề nghĩ những điều ác độc đến vậy, nhưng ta vẫn chẳng thể kiểm soát được cái miệng của mình. Có người còn cảm thấy phải chọc giận đối phương thì cơn giận trong tâm mới nguôi đi được. Với người thân, chúng ta luôn khó nhẫn nhịn hơn cả. Khi mâu thuẫn với cha mẹ, có lúc vô tình ta buột miệng nói, đã biết thế sao bố mẹ còn sinh con ra? Ôi, sinh con đâu phải là nghĩa vụ của cha mẹ. Trái lại, nó còn là gánh nặng của 9 tháng mang nặng đẻ đau. Cha mẹ cấp cho ta một thân xác thịt, một sự sống này, họ nào có được điều chi? Đắng cay vất vả mà nuôi ta khôn lớn, họ cũng chẳng trông mong gì ngoài việc ta được hạnh phúc bình yên. Vậy mà, ta có thể nói ra những lời cạn tình, cạn nghĩa đến như vậy. Khi vợ chồng cãi nhau, hễ động một chút là có thể xỉ vả. Tôi bị mù nên mới vớ phải cô, phải anh. Đến tối mỗi người ngủ một giường, mấy ngày không nhìn mặt nhau, không khí gia đình căng thẳng ngột ngạt. Những lúc chê trách con cái, theo thói quen ta thường mắng rằng, mày thử nhìn xem con nhà người ta thế nọ, thế kia. Lời nói ấy chẳng những không thể khiến cho trẻ tiến bộ mà còn mài mòn sự tự tin của chúng, khiến chúng luôn mang mặc cảm là một kẻ thấp hèn đến suốt đời. Bị người lạ mắng chửi, ta chỉ tức giận nhất thời rồi cũng dễ quên, dễ bỏ qua ngay. Nhưng khi bị người nhà mắng nhiếc, ngoài tức giận ta còn thấy đau lòng.
Những lời nói như dao nhọn xuyên vào trái tim ta và gây ra tổn thất không thể bù đắp. Thực ra giữa người nhà là luôn có mâu thuẫn, bất đồng. Xử lý làm sao cho thấu tình đạt lý, không gây thương tổn cá nhân mà vẫn giữ được hòa khí mới là điều khó nhất. Lửa giận bừng bừng, nhiếc móc mấy câu, căng thẳng không thể nhìn mặt nhau thì chỉ là cách hành xử của kẻ thất phu mà thôi. Thứ hai, thổ lộ lời tận đáy lòng với người mới quen biết. Có những lúc gặp phải áp lực quá lớn, không gánh chịu nổi, ta liền muốn bộc lộ, phát tiết hết ra và tìm một nơi để trút bầu tâm sự. Chính như nước lũ cần phải xả, ta cũng có những lúc muốn tìm người để trò chuyện. Nhưng đừng quên rằng, nói chuyện cũng cần phải phân rõ đối tượng. Có thể ta vừa quen biết một người bạn mới, cảm thấy nói chuyện rất hợp, liền dốc bầu tâm sự với người ta, vội vàng chia sẻ hết thảy câu chuyện thầm kín riêng tư. Nhưng chưa được bao lâu, ta phát hiện ra được, người mà mình vẫn tưởng có thể trở thành bạn thân của nhau, nay đã trở nên xa lạ. Ta sẽ cảm thấy vô cùng hối hận về những điều lúc đầu mình đã thổ lộ với người ta. Vậy nên đừng bao giờ vội vàng dốc bầu tâm sự với người lạ. Bởi vì những lời bạn nói không hẳn người khác đã thích nghe. Đã vậy, rất có thể họ còn cho bạn là kẻ nhiều chuyện phiền phức. Ngoài ra, người mới quen biết, chưa rõ nhân phẩm tốt xấu đã vội dốc bầu tâm sự, chi giao. Rất có thể những điều bí mật của bạn sẽ bị tiết lộ và trở thành trò cười. Quá thân thiết với người mới quen, ấy là điều đại kỵ của bậc quân tử. Kết giao bạn bè, lòng không nên vội, lời cũng không nên nói quá nhiều. Thứ ba, nói xấu sau lưng người khác. Mấy người tụm lại cùng nhau thì thích làm gì nhất? Hẳn là tán gẫu. Trong lúc tán gẫu, thường sẽ vô ý nhắc đến một người nào đó. Sau đó mọi câu chuyện đều sẽ xoay quanh cá nhân đen đủi kia. Nói đi nói lại, bắt đầu nói xấu người ta. Trong khi cao hứng, lúc câu chuyện lên đến cao trào thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng khi cuộc tán gẫu kết thúc, chẳng ai nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Nếu như bên cạnh bạn luôn có một người thích nói xấu sau lưng người khác, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Phải chăng người đó chẳng có tu dưỡng, không có khẩu đức hay sao? Bạn cũng sẽ không muốn kết giao với những người như vậy. E rằng trước mặt người khác, họ lại cũng đơm đặt về mình. Xoay trở ngược lại, nếu bạn cũng thích đặt điều sau lưng người khác, ấn tượng mà bạn để lại trong tâm người xung quanh cũng tệ hại như thế. Làm người nên phải quang minh lỗi lạc, tuyệt đối đừng đeo mặt nạ, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ khác. Nếu như bạn có điều chẳng vừa lòng với ai đó, hoặc là nói thẳng trước mặt, hoặc là giữ ở trong lòng, tuyệt đối đừng nói xấu sau lưng. Nếu không muốn bị người khác giở trò xấu xí sau lưng, bản thân trước hết phải làm được điều này vậy. Ai cũng muốn được tôn trọng, ai cũng đều mong được người khác lý giải. Lăn lộn trong xã hội, ngoài miệng chịu chút thiệt thòi thì có làm sao? Nói chuyện không hề đơn giản chỉ là việc cử động cái miệng, mà còn cần phải động não. Nói chuyện chính là một môn nghệ thuật. Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Người muốn lấy dưỡng phúc khí cho mình thì đều nên học cách quản chế lời nói của mình. Trước khi nói, hãy thêm một ý niệm cân nhắc đến người khác. Hãy xem xét điều mà mình nói được có lợi cho ai, gây hại thế nào. Đó mới là người nhân hậu vậy. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc túng thiếu. Khi bạn già đi, bạn sẽ thấy rằng nghèo không có gì là ghê gớm. Nhưng sợ nhất là nghèo về tinh thần. Vì nghèo kinh tế thì có thể cải thiện được, nhưng một khi lòng đã nghèo thì khó mà sửa. Về mặt tâm lý, nghèo có nghĩa là khô cứng, thích đắm chìm trong vai trò của chính mình một cách thiếu hiểu biết. Không coi người khác, chứ đừng nói đến việc gánh vác trách nhiệm. Họ sẽ cho rằng cuộc sống không thành công là do họ thiếu tiền, hoặc không nỗ lực để thay đổi, hoặc làm những việc lớn không theo quy luật nào đó. Hy vọng làm giàu trong một sớm một chiều và sống trong bi quan, tủi thân hoặc nhiều thăng trầm. Nếu bạn có những người bạn như vậy bên cạnh, hãy tránh xa và kết bạn giao lưu. Bởi vì
những người có trái tim kém cỏi và hẹp hòi, hoặc đang phá hỏng con đường của chính họ, hoặc đang kéo theo bờ vực của việc hủy hoại bạn. Thứ nhất, nếu trái tim cằn cỗi, vô phương cứu chữa. Người xưa có câu, nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo nàn về tâm hồn thì vô phương cứu chữa. Điều tồi tệ hơn, không phải là không có tiền, đó chính là có một trái tim nghèo. Những người có trái tim nghèo sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc được sinh ra trong cuộc sống. Họ luôn nghĩ đến việc đạt tới bầu trời rộng lớn và kiếm tiền nhiều trong một bước. Nhưng họ không chịu ổn định cuộc sống và làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở bên một kẻ đáng thương như vậy sẽ chỉ tiêu hao lòng tốt và sự kiên nhẫn của bạn, kéo bạn từng bước xuống vực sâu không đáy, và cuối cùng bạn không thể leo ra được. Những người đầu óc kém cỏi luôn phàn nàn và đầy sự tranh đấu. Họ tự cao tự đại, không bao giờ đặt mình vào người khác, vô cùng ích kỷ. Khi họ gây rắc rối cho người khác, họ không cảm thấy có lỗi. Khi làm tổn thương người khác, họ coi đó là điều hiển nhiên. Khi kết thân với những người như vậy, bạn luôn phải xem xét cẩn thận những điểm nhạy cảm của họ. Nếu không cẩn thận, bạn có thể chạm vào họ và lòng tự trọng của họ sẽ thô tục mà trách cứ bạn. Thậm chí, bạn còn muốn thỏa hiệp trong mối quan hệ này chỉ vì cảm thấy họ đáng thương. Người có tâm hồn nghèo khó, dù có ngồi trên núi vàng, núi bạc. Hơn nữa, họ sẽ sớm trở nên bần cùng. Tâm hồn không thoáng đãng sẽ làm tổn thương không chỉ gia đình mà còn cả bạn bè. Có một câu chuyện như vậy, có một người nhà nghèo luôn không hiểu nổi hạnh phúc của hàng xóm. Một ngày nọ, anh ta gặp một vị thần và vị thần nói với anh ta, tôi có thể thỏa mãn bất cứ điều ước nào của anh, nhưng dù anh muốn gì đi nữa, người hàng xóm của anh sẽ được gấp đôi. Anh nghĩ đi nghĩ lại, muốn biệt thự to thì nhà hàng xóm hai biệt thự, muốn nhiều tiền thì nhà hàng xóm sẽ được càng nhiều tiền. Cuối cùng, anh hằn học nói với vị thần, tôi muốn các ngươi làm tôi bị mù mắt. Những người nghèo khó, thiếu lòng nhân ái, không hiểu lòng biết ơn và không thoát khỏi sân hận. Điều làm họ kém cỏi không chỉ là sự tu dưỡng bản thân mà còn là sự thiếu chính trực về nhân cách. Trái tim của một người cực kỳ kém cỏi, hẹp hòi, họ thực sự không có thuốc chữa. Sự thiếu thốn về vật chất có thể thay đổi bằng tiền bạc, còn nếu như trái tim cằn cỗi thì số mệnh sẽ cằn cỗi cả đời. Thứ hai, con người có thể nghèo, nhưng trái tim không thể. Những người có trái tim nghèo nàn, thiếu tâm hồn rộng mở, thiếu tầm nhìn xa trông rộng, thiếu sự rộng mở bao dung trong tâm và không quan tâm đến cuộc sống. Có câu nói rằng, sống không sợ nghèo, một lúc mà sợ nghèo cả đời. Có nhiều người luôn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của người khác lộng lẫy như thế nào, và họ ghen tị với ngôi nhà của người khác tráng lệ ra sao, nhưng họ không biết cách đối mặt với cuộc sống và yêu cuộc sống. Và họ không biết cách học hỏi người khác làm việc siêng năng, có động lực mà chỉ mang tâm ích kỷ, oán trách, ghen ghét, mù quáng. Ngược lại, những người có ước mơ và ánh sáng trong tim, dù tài chính khó khăn tạm thời, sẽ không bao giờ từ bỏ công việc và hy vọng vào bản thân, sẽ từng bước thoát khỏi khó khăn của cuộc sống. Trên đời này chưa bao giờ có tài lộc từ trên trời rơi xuống. Khổ đau cuộc đời sẽ luôn nhường chỗ cho những ai làm việc chăm chỉ và thực dụng. Điều thứ ba, hãy trân trọng quãng đời còn lại của bạn và tránh xa những người nghèo bền vững. Một số người nói, chỉ cần ở với loại người bạn muốn trở thành và cuối cùng bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn trở thành. Câu chuyện về ba lần di cư của mẹ Mạnh Tử được ghi lại trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Về cách dạy con của bà, mẹ của Mạnh Tử biết đạo lý và dần dần phát triển kiến thức, nên Mạnh Tử kể chi tiết về cuộc sống và học tập rất nghiêm túc, trau dồi những thói quen tốt, bởi Mạnh Tử dần dần tránh xa được những thứ xấu xung quanh mình. Ban đầu gia đình Mạnh Tử cách nghĩa trang không xa, Mạnh Tử bé nhỏ nhìn thấy một số cảnh có người đưa tang nên tự mình bắt chước họ, chôn quan tài trên cát và xây mộ cả ngày. Thấy rằng một nơi như vậy sẽ ảnh hưởng đến con cái của mình,
mẹ Mạnh Tử truyền đến một thị trấn chợ. Mạnh Tử bé nhỏ biết được những người bán hàng la hét bán hàng, nên mẹ Mạnh Tử lại phải dọn đi. Cuối cùng truyền đến một vùng lân cận của một trường học. Mạnh Tử nhỏ tuổi nhưng bắt chước những đứa trẻ trong trường, học với các nghi lễ phép tắc trong vào trò chơi, và học các nghi thức tiến lên, rút lui. Cuối cùng, mẹ Mạnh Tử tự tin nói, đây là nơi mà con tôi có thể sống. Trau dồi kiến thức và tích lũy lễ nghĩa, cùng với học văn có đạo, tu tâm dưỡng tính, lễ nghi phép tắc mọi thứ theo đạo nghĩa văn chương và phân chia mọi người theo nhóm, luôn là một chủ đề giao tiếp không hề thay đổi. Những người gần đèn thì sáng và những người gần với mực là màu đen, đó luôn là quy tắc xã hội mà chúng ta nên tuân theo. Dù người gần và người xa cũng có thể góp phần vào các mối quan hệ nhân quả khác nhau. Giao tiếp với những người đầu óc kém cỏi sẽ chỉ rơi vào vòng năng lượng tiêu cực, nơi họ đứng ngồi không yên, hay phàn nàn về bản thân, hoặc có tham vọng lớn lao và cao cả. Một người như vậy hoặc sẽ lây nhiễm năng lượng tiêu cực cho bạn, khiến bạn không còn tinh thần chiến đấu hoặc nhiệt huyết bản thân cũng giảm, và sẽ trở thành một người như họ, hoặc dựa dẫm vào sự nghèo nàn và yếu đuối, tuyệt vọng, lợi dụng bạn và không ngừng đòi hỏi từ bạn và người khác. Giận dữ là một phản ứng cảm xúc bình thường trong mỗi con người, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta học cách chuyển hóa cơn giận của mình. Khi trong lòng có cảm giác khó chịu, 10 câu nói dưới đây có thể giúp bạn nguôi ngoai. Thứ nhất, trên đời có một loại kinh doanh luôn thua lỗ, đó là mất bình tĩnh. Thứ hai, khi có người sỉ nhục mình thì nên lấy đó là tu phước, có người làm mình tổn thương thì nên lấy đó làm thành quả của người ấy. Bạn đã bị oan, hãy nhớ rằng bạn là một người có phúc. Thứ ba, bất kể thiện ý hay ác ý, nghiệp chướng thường là nguyên nhân chính làm mất phước. Dùng lời nói hại người còn nặng hơn giết người. Nghiệp chướng là dễ nhất, thường xuyên nhất, quả báo ở kiếp sau sẽ rất bi thảm. Thứ tư, quy mô của thành tựu nằm ở chỗ lực kiên nhẫn. Nhẫn nhục chính là tâm kiên trì, bền bỉ, lâu dài mà người đời chúng ta hay nói đến. Con người cần tiết chế, sợ hãi dục vọng, giữ một khoảng cách với người khác giới. Hãy bảo vệ trái tim thuần khiết của chính bạn. Kết quả của sự tu dưỡng chính là trở nên tốt hơn. Sức chịu đựng càng cao, thành tích càng lớn. Sức chịu đựng càng thấp, thành tích càng nhỏ. Không có kiên nhẫn thì không có thành tựu. Thứ năm, một niệm sân hận, vạn chướng mở ra. Khi bạn nóng giận, mọi thứ đều trở thành chướng ngại. Một khi mất bình tĩnh, bạn sẽ mất trí tuệ. Và nếu bạn ủ rũ, lý trí của bạn sẽ bị mù quáng. Do đó, bạn sẽ hành động theo cảm xúc của mình. Điều này không chỉ làm tổn thương đến bản thân mà còn gây chuốc thù oán với tất cả chúng sinh. Nếu thù hận không thể hóa giải, khi nghiệp chín muồi, quả báo sẽ xuất hiện và quả báo mỗi lúc một tàn ác hơn. Thứ sáu, thân tâm con người hòa nhập với thiên nhiên, đó mới là cách thực sự để giữ gìn sức khỏe tốt. Thất tình và ngũ dục làm xáo trộn thiên nhiên vào cơ thể của con người. Bảy cảm xúc là hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, và nghiêm trọng và có tính hủy hoại nhất chính là sân hận. Thứ bảy, cho dù người khác lăng mạ, vu khống bạn, bạn vẫn phải đối xử tử tế với họ. Chính vì sự xúc phạm, vu khống của đối phương mà tội nghiệp trước và hiện tại đã được tiêu trừ, nên đừng có oán hận. Thứ tám, đối xử ác với người khác là 3 phần hại người và 7 phần hại mình. Khi chúng ta đối xử không tử tế và ác ý với mọi người, chỉ có 3 phần 10 trong số họ là nạn nhân và 7 phần 10 trong số họ là nạn nhân. Đó là hủy hoại chính chúng ta. Thứ 9, học cách không lo lắng là đối xử tử tế với chính mình. Cho dù có điều gì khó chịu xảy ra, chúng ta phải học cách không lo lắng, bởi vì những rắc rối có nhiều khả năng sẽ khiến cho vẻ ngoài của chúng ta già đi hơn nhiều so với những năm tháng. Nó ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của chúng ta, tạo gánh nặng cho cơ thể và tâm trí của chúng ta và phá hủy các mối quan hệ của chúng ta. Thứ 10,
muốn đo sức mạnh của một người nên nhìn vào khả năng tự chủ của người đó. Chỉ có kiềm chế bản thân, bạn mới có thể kiểm soát được bản thân và đạt được chính mình. Nếu bạn nuông chiều bản thân, bạn sẽ bị ma lực của đam mê và dục vọng kiềm chế, và bạn sẽ không được tự do. Đừng nói đến việc đạt được sự nghiệp, nó thậm chí có thể dẫn đến một tình huống đáng tiếc. Một người đàn ông chỉ thực sự là chủ nhân của chính mình nếu anh ta kiên trì làm điều đúng đắn mà không cần giám sát. Đây là phẩm chất cần thiết để một người sống một cuộc đời không hối tiếc. Thời lượng Vạn Sự Tùy Duyên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh.